Harry Potter nằm kế tòa nhà của hồi cũ. Đây, tòa nhà của hồi cũ. Tại vì hồi xưa là Melbourne là thủ đô, cho nên có tòa nhà quốc hội. Bây giờ thủ đô là Canberra, nhưng bây giờ tòa nhà quốc hội lại không xài nữa, nên ta nói là tòa nhà quốc hội cũ.